Hàng nội địa Nhật Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Trên kệ là một con Diatom loa 180W nha các bạn. DS500, một dòng cao cấp của hãng lúc mà sản xuất. Và đây là cái mình đang dùng cái đầu âm ly 7.5S để test cặp loa này nhé. Âm ly 7.5S với cái công suất của nó là trên 100W và đánh được hai kênh AB. Đây là tóm tắt thôi, tại vì hôm nay mình muốn giới thiệu chính về cái cặp loa này. Ok, test một bài nhạc mạnh trước nhé. Chỉ là nỗi nhớ mạnh sau cuộc tình đã lớn, chỉ là cánh mắt cũng theo cả bầu trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nỗi thầm một chút, chỉ là nước mắt cứ rơi rơi. Tìm vào cái bắt 18 và cái màn loa với công nghệ rất là đặc trưng, và chút nữa mình sẽ giới thiệu đến các bạn nhé. Con này, một con DS500 này, các bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin trên trang Audio Heuristics, cái dấu chân của cái âm thanh, và đó là cái trang của Nhật mà các bạn sẽ thấy được. Điều đầu tiên là giá thành của nó, để mình giảm ánh sáng lại để các bạn thấy rõ nha. Đây, 92.000 yên thời điểm sản xuất. Con này mắc cực kỳ luôn. Con này 92.000 yên là nó sẽ bằng giá được của con 202 AX LTD của Onkyo. Và thời điểm sản xuất nó cũng khá là tương đồng. Đây 18cm. Với đây cái công nghệ của nó đây nè, Crystal Polymer. Cái này là khi mà cái thời điểm sản xuất nó là một công nghệ mới, New Material Liquid Crystal Polymer. Viết rất là dài các bạn. Cái màn loa này nó giống như, nó kiểu giống như là màu ánh, màu ngọc trai nè các bạn. Đây. Đó. Một màu xanh, màu xanh nhé. Bóng và ánh cái ngọc trai lên. Dạng polymer, crystal polymer. Và đi cùng cái phần âm chép ở trên đây. Đó, 2.5cm. Nhưng mà xung quanh đó, nó được ở trong xung quanh là một cái vòm bằng lụa. Còn ở cái viền gần cái loa nhất là bằng nhôm để tán cái âm chép ra tiếng sáng. Còn xung quanh là nó là một cái phần bằng lụa mềm. Còn ở ngoài cái khung này bằng nhôm đi cùng với cái lồng cái lưới sắt để bảo vệ. Đấy các bạn. Loa 180W maximum nhé. Và cái vân gỗ rất là đẹp, thiết kế màu cổ điển đó, các bạn thấy không? Đây là mình sẽ coi cái phần thông số kỹ thuật chính xác của em đó nhé. Phần này mình giới thiệu các bạn chi tiết một chút để nắm rõ hơn về cặp loa này. Mỗi loa nặng 10kg nha các bạn, 10kg một loa nhé. Chiều cao loa chỉ có 40cm thôi, rất là gọn gàng, nhưng mà nó nặng tới 10kg lận 180W, đánh từ dải 42Hz cho tới 30kHz. Bass rất là sâu và chép rất là cao, 88dB. Bề ngang loa là 23cm. Đây, giới thiệu rất là chi tiết về cái phần của loa. Đây là loa bass nè. Khung nhôm, nguyên một cái khung này bằng nhôm dài sâu vào bên trong luôn. Đó, đây cũ từ 18cm cái mặt phía trước, còn ở phía sau thì nó cũng đã chiếm được trên 10cm rồi. Cái củ từ nó lớn gần 10cm. Đó các bạn. Còn đây là cái phần âm chép, cái này là cái chép nè. Ở phía sau cực kỳ lớn luôn. Mặt trước là 2.5 nhưng mà mặt sau tới tầm khoảng 6cm lận các bạn.
những cái công nghệ này. Đây cái màng loa của cái phần này polymer, crystal polymer, còn đây là cái mặt phân tầng của nó bằng như cuộn dây đồng rất là lớn. Rồi như vậy là trước mắt là cái thông số kỹ thuật chúng ta nắm như vậy nhé. Và phần tiếp theo chúng ta test nhạc trữ tình bát 18. Anh còn nợ em Quang Dũng. Mà nãy giờ mình bật lao nét cho 5 ly nhá. Con này đánh được 2 trên AB luôn. Anh còn nợ em. Ta tắt lao nét đi. Công viên ghế đá. Công viên ghế đá. Lá đổ chiều êm. Và còn nữa em, dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông êm đềm. Anh còn nữa em, chim về núi nhạn, trời mơ mưa. Sáng. Tuy nhiên cái phần âm trầm của Quang Dũng vẫn được giữ tốt nha các bạn. Bây giờ mà nãy mình tắt cái lao nét đi và để bass treble về cân bằng không có chỉnh gì hết. Cặp loa này với chiều cao 40 cm mà nặng tới 10 kg. Cái vân gỗ rất là đẹp các bạn. Made in Japan nha các bạn ơi. Cái dòng này thì made in Japan. Cái thùng gỗ rất là dày, do đó nó rất là nặng mà củ từ bên trong rất là to. Cái màu gỗ, cái vân gỗ rất là đẹp nè các bạn. Cái màu ở phía trước là sậm, còn cái màu xung quanh là sáng. Nó tạo cả một cảm giác phối nhìn khá là đẹp, không có đơn điệu. Và chúng ta tiếp tới một bài nhạc trữ tình khác nhé. Rất là dứt khoát. Bạn để ý
cái âm nhạc cụ rất là tuyệt vời nha. Chất âm của nó đi cùng với thiết kế rất là đẹp mắt và công suất lớn, chơi được phòng dưới 35 m², nhỏ gọn, dễ đặt trên bàn, trên kệ tivi, vân vân. Hôm nay chúng ta test con DS500 của Diatom Made in Japan. Đừng quên tham khảo thông tin trên Facebook và Zalo của mình nữa nhé. Cũng đừng quên bấm like cho cái cặp loa DS500 này. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi.